Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Kính thưa quý vị, trước sự hân hoan, hồ hởi, đầy kiêu hãnh khi hãng xe Made in Việt Nam đã có màn trình làng xe điện trên đất nước Mỹ, khiến cho quốc tế phải đua nhau tranh luận nảy lửa. Tiếp nối tin vui thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thẳng thương mại không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ. Với sự kiện này, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được cấp phép bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Có lẽ sau bao nhiêu khó khăn chồng chất của đại dịch thì giờ đây Việt Nam mạnh mẽ vươn mình ra thế giới, cũng như hạt giống có đủ nước, đủ nắng thì sẽ nảy mầm và phát triển vươn mình trên bầu trời cao vậy. Khi thông tin này được đăng tải thì anh bạn láng giềng hậm hực sôi máu, người anh em đạo quốc sư tử cũng tức nổ đom đóm mắt. Tại sao S lại nói như thế? Thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video sẽ rõ ngay. Cuộc đua dài hơi. Đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ được đánh giá là đầy tiềm năng, nhưng cũng gặp không ít những thách thức. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, các chuyên gia đánh giá tiềm năng thị trường hàng không hai nước với khoảng 700.000 lượt khách đi lại mỗi năm, tính ra mỗi năm chỉ có khoảng 30.000 đến 60.000 lượt khách, lại có thể tính đến việc mở đường bay. Tuy nhiên, đây cũng là đường bay có tính cạnh tranh cao, đầu tư vào đội máy bay tầm xa phù hợp là rất tốn kém. Năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Chí Thành đã tiết lộ với giới truyền thông rằng sẽ mất 5-10 năm để phát triển đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Ước tính mức lỗ có thể lên tới hơn 30 triệu USD trong năm đầu tiên khai thác. Đồng thời, cùng năm 2019, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo đã chỉ ra chi tiết những khó khăn kinh tế của hãng khi quyết định bay thẳng đến Mỹ và khẳng định rằng cứ bay có lãi ngay lập tức. Năm 2019, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên được cấp phép bay thương mại tới Mỹ và cấp slot lượt cất hạ cánh cho các chuyến bay thẳng thường lệ. Sau đó, Vietnam Airlines cũng là hãng đầu tiên được cấp phép bay khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đặc biệt giữa hai nước, lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2020 và lần thứ hai vào tháng 6 năm 2021. Mỗi lần được cấp phép khai thác tối đa 12 chuyến bay trong vòng một năm, Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều chuyến bay charter đưa công dân Việt từ Mỹ về nước trong dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay. Vietnam Airlines được bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Ngày đầu tháng 11 năm 2021, theo Vietnam Airlines, Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA đã chính thức xác nhận Vietnam Airlines đáp ứng toàn bộ yêu cầu về đảm bảo an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ. Thông qua sự kiện này, hãng trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên được TSA chấp nhận khai thác các chuyến bay thương mại trực tiếp thường xuyên đến Mỹ. Đây là một trong những điều kiện phức tạp và quan trọng nhất mà các hãng hàng không nước ngoài cần đáp ứng được. Khi Cục Hàng không Liên bang FAA có thể cấp giấy phép bay đến các quốc gia này. Trước đó, sau khi Vietnam Airlines hoàn thành hồ sơ đệ trình lên TSA, cơ quan này đã xem xét đánh giá các biện pháp và quy trình an ninh mà Vietnam Airlines áp dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng Mỹ để đảm bảo an ninh khi các chuyến bay được khai thác. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ, trong tương lai, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điểm đến trên đường bay giữa Việt Nam và Mỹ để duy trì chiến lược phủ rộng, mạng bay, cũng như đáp ứng nhu cầu giao thương đi lại của người dân hai nước. Sau khi hãng hàng không Việt Nam đưa tin, dân tình Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài thi nhau gửi lời chúc mừng đến Vietnam Airlines. Đây không chỉ là niềm tự hào của Vietnam Airlines nói riêng mà còn là niềm vinh dự chung của toàn ngành hàng không Việt Nam. Nhiều bạn hài hước bình luận, giấc mơ bay thẳng đến Mỹ của tôi đã thành hiện thực, thế là không phải quá cảnh bên anh bạn láng giềng đáng ghét nữa. Hay có bạn nói rằng, ăn sáng ở Việt Nam, chiều đi làm bên Mỹ, Vietnam Airlines, rạng danh hàng không đất Việt. Hiện tại, Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ. Dự kiến chuyến bay chiều đi sẽ khởi hành vào tối ngày 28 tháng 11 với hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco, kéo dài 13 tiếng 50 phút.
Chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm 29 tháng 11 theo giờ địa phương và hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1 tháng 12 với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Từ tháng 12 năm 2021, Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco với tần suất 2 chuyến một tuần. Hãng sẽ tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Như vậy thì sau 20 năm chuẩn bị, Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ, quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất trên thế giới. Không tự mãn với những gì đã đạt được, Vietnam Airlines vẫn không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ của mình, đem đến sự thoải mái và tin tưởng khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Trái với niềm tự hào của người dân trong nước thì các anh em bạn bè láng giềng gần xa tỏ vẻ không ưa khi hãng hàng không Việt Nam làm điều này. Bởi vì trước đây chúng ta muốn bay đến Mỹ phải trải qua muôn vàn khó khăn. Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ phải quá cảnh tại một nước thứ ba như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Singapore. Sau đó từ trạm trung chuyển quốc tế này, hành khách mới có chuyến bay đến Mỹ. Ngay sau khi Việt Nam được cấp phép khai thác đường bay thẳng đến Mỹ, thì Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc sẽ mất một thương vụ bạc tỷ. Ví dụ như Trung Quốc mấy chục năm nay thu lợi rất nhiều từ việc cho các hãng quá cảnh tại đất nước mình giúp phát triển dịch vụ trung chuyển, tại các dịch vụ khác tại sân bay, hay phát triển du lịch, v.v. Chính vì thế, khi Việt Nam mở ra đường bay thẳng, Trung Quốc mất một lượng khách hàng từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại, thất thu hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đó là trên góc độ kinh tế, vậy còn góc độ chính trị thì sao? Hiện nay, tình hình Biển Đông diễn biến càng căng thẳng hơn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng căng hơn dây đàn. Nếu như Trung Quốc cấm không nhận khách từ Việt Nam sang Mỹ hoặc ngược lại, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu về sau. Việc khai thác thẳng sẽ giúp cho hãng hàng không Việt Nam bớt phụ thuộc vào các quốc gia thứ ba. Không chỉ Vietnam Airlines, Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng đặt kế hoạch bay đến Mỹ trong thời gian tới. Vào sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ Mỹ, tại sân bay quốc tế San Francisco, California, Mỹ, Bamboo Airways tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng không dừng kết nối Việt-Mỹ đầu tiên của hãng này. Trước đó, chuyến bay mang số hiệu QH9149 khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay San Francisco vào tối ngày 23 tháng 9. Thời gian chuyến bay xấp xỉ 13 giờ 30 phút, rút ngắn thời gian lên tới 6-7 tiếng so với chuyến bay nối chuyến Việt-Mỹ hiện hành. Máy bay mang tên Quy Nhơn City đã vượt qua 7 quốc gia và vùng lãnh thổ với quãng đường bay dài gần 12.500 km, thiết lập cho hãng đường bay có độ dài top đầu thế giới. Ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, chúng tôi hy vọng chuyến bay thẳng không dừng đầu tiên kết nối Việt Nam-Mỹ cũng như các chuyến bay thẳng không dừng thương mại thường lệ sắp tới của Bamboo Airways sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch giữa hai quốc gia ngày càng thêm phát triển, thuận lợi cũng như mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới cho thương mại, du lịch, dịch vụ tại Việt Nam và Mỹ trong giai đoạn tới. Thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ kết nối Việt-Mỹ của Bamboo Airways khi được cấp phép. Các bạn thấy đấy, với sự kiện các hãng hàng không Việt Nam bay thẳng sang Mỹ đã một lần nữa khẳng định năng lực của ngành hàng không Việt Nam, qua đó nâng tầm và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc thiết lập đường bay được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế, giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, góp phần vào sự phát triển vững mạnh và thịnh vượng chung của hai quốc gia. Ad cảm thấy tự hào quá các bạn ạ. Viettel thì khai phá viễn thông lục địa đen, VinFast thì mang thương hiệu xe made in Việt Nam vươn ra thế giới. Và giờ đây là Vietnam Airlines, Bamboo Airways cũng khai thác đường bay thẳng đến Mỹ. Ngày Việt Nam hóa rồng bay lên trời cao chắc chắn sẽ không xa nữa. Là con lạc cháu hồng sống trên đất nước Việt Nam, các bạn có cảm nhận như thế nào thì hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.